Báo cáo các bác, xin chào các bác, cô chú anh chị nhé. Em lại mới nhập đội con này. Con xanh Nam Điền rất là lùn, rất là hay. Cao 20 và rộng cũng 20 nhé, 20 cm các bác nhé. Đấy, thì một cây điền già ụ ị. Đấy, ụ ị và rất là đúng gu bây giờ. Nhất là mà chơi trên mái, anh em chơi trên mái thì rất là hay. Đấy, quần quại luôn đấy. Quần quại luôn đấy. Đấy, các bác nhìn ra ok chưa? Rất hay các bác nhé. Ngày xưa cổ hay cái gì hạ xuống tôi không đếch quan tâm. Bây giờ là ngon. Ngày trước bác ấy ở trong trồng trong cái chậu cũng khá là hay, nhưng mà thỏa thuận giá cả xong thì cuối cùng bác lại bảo là thôi nên bác giữ lại cái chậu. Ok. Cây này thì nói với bác là 12 giờ đêm hôm qua nhé. Thì lướt Facebook thì thấy ông này cũng chẳng quen biết gì đâu. Ông ấy đăng lên diễn đàn thì bằng mọi giá là chốt luôn. Từ trên ảnh nó sướng lắm. Thì chốt luôn và liên hệ bằng được với ông ý, và 12 giờ bảo ông ấy chụp cho cái ảnh. Thì mình là người xem tin đầu tiên và chốt được. Sau đấy thì rất nhiều người hỏi, nhưng mà mình nhanh hơn. Thì mua cái cây này nó cũng cần não lắm các bác. Cái lúc ý là cả nhà em nhé các bác nhé, chỉ có đúng năm, nói đúng hơn là 600.000 ở trong tài khoản. Tiền mặt thì cũng không có đâu, nhưng mà đêm mà thì chuyển trước cho bác cái 500.000 để giữ cây. Rồi sáng hôm sau đi vay mượn để chuyển nốt. Độ này rất khó khăn đấy bác nhá, múc rất nhiều cây nhưng mà chẳng tài tướng gì đâu, nhà chẳng có một xu đâu. Đấy các bác ạ. Đấy thì múc cái cây này thì sáng thì bởi mình cũng lăn tăn là nếu mình không chuyển tiền sớm ấy, thì người ta để cho người khác, mất thì nó mất hay. Bởi mình đã kết rồi thì mình muốn sở hữu. Thì bằng mỗi lúc sáng mà sáng sớm bác nhá, đi hỏi mấy anh em vay tiền cực kỳ ngại, mở mồm ra vay tiền thì ngại vô cùng. Cái tính tôi nó vậy, nhưng mà vẫn phải mở mồm ra vay. Thì có bác chơi cùng, bác giúp thì tôi chuyển luôn để lấy cây. Thì bây giờ đưa cây về đến đây rồi, thì bây giờ sửa sang làm lại các bác nhé. Cái tay này thì tôi không hiểu vì sao mà người ta lại cắt đi. Thì có thể là có vấn đề về quang học một chút, mắt, hoặc là ý tưởng người ta là gì đấy. Nhưng mà cắt một cái tay ấy đi thì quả là đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Nhưng mà không sao, nuôi lại nuôi tiếp được. Ok. Và cái chuyện đó là cái của cái vấn đề trước đấy rồi. Bây giờ tôi trồng cái cây này và tôi làm sơ bộ nó chút các bác xem nhé. Nó lên form lên dáng các bác sẽ giật mình đấy. Cái này các bác sẽ giật mình đấy. Các bác. Đấy. Đấy, như này này. Tôi sẽ trồng vào cái chậu này. Định mua cái chậu tàu đàng hoàng rộng rãi tí, nhưng mà nhà sẵn cái chậu này với lại hết tiền. Thế là hết tiền mua chậu. Thì tôi trồng đã các bác nhé. Có tí nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã. Thành cây rất đẹp đó. Mình sẽ chút. Đó, các bạn trồng xong rồi, hàng chăn nuôi nhưng mà sau lên rất nhiều tiền đấy. Bực mình nhất là ông ấy cắt mất cái này, không sao cả, tí nữa cái này tôi nuôi thêm một thời gian nữa tôi cắt đấy, dễ giết phun ra rất ác, ngon nhỉ. Đó, thấy không, sau cái vào thuốc thôi nhá. Đó, xoay vòng này. Đó, chỗ này sau làm đôi cái mà phun quanh quanh đây là đầy mà chẳng đầy thôi, kệ cụ nó, kệ nó các bác. Có gì không, bác nhìn hơi khó đúng không? Đó, sau chỉnh thì trồng sau mà thay cái chậu, nhưng mà ý là phải xoay dịch ra đây một tí, tôi ngại trồng lại đấy, nó như này cơ. Đấy, mặt chính diện đây, sau sẽ xử lý cái chỗ này đi. Đấy, chỗ này cũng không cần xử lý, đẹp rồi, nhìn thấy chưa các bác? Đấy, đáng lẽ đó là một cốt hai tay một ngọn ba vai đấy, rất là ngon đấy, nhưng mà bị cắt mất bên này thôi, thì có khi không cắt lại không đến lượt mình. Từ trên xuống bác nhá. Bắt ngay là có lý do đấy các bạn. Đấy, để tôi xịt cho nó sạch lộ cái bệ, xịt tí. Các bác, à, nó chính như này, bác thấy cái nào, nó bị ngược sáng các bác nhìn hơi khó, nhưng mà nó một con kinh điển các bác, rất kinh điển, hay, rất hay, rất hay, rất hay. Đấy, còn phải chỉnh sửa thêm, nhưng mà đấy sơ bộ là như vậy. Còn phải chỉnh sửa thêm. Đấy các bác, hay chưa? Đấy, nhuyễn chưa? Ok chưa? Tuyệt vời các bác nha. Các bác cứ việc chúc mừng em nhé. Bác nào chê thì cứ chê, nhưng mà cây này đáng để chúc mừng đấy. Có lẽ là hay nhất từ đầu mùa rồi. Cứ cây sau hay cây trước là được các bác. Cảm ơn các bác nha.